Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm qua trên cây cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc giữa 8 chiếc xe ô tô. Cụ thể thì một chiếc xe tải khoảng 15 tấn đã va chạm với cùng chiều với 7 chiếc xe còn lại và gây ra những thiệt hại rất đáng kể. Rất nhưng mà may mắn là không có thiệt hại về người. Đó là cái điều rất may mắn. Một chiếc xe Volvo đã bị bẹp rúm, thậm chí là nhưng mà tài xế cũng đã gọi là sống sót trong một cái điều rất là thần kỳ. Thì đó là cái điều mà chúng ta rất mừng sau cái vụ tai nạn không may xảy ra tại cầu Phú Mỹ. Đây là một cây cầu có cái độ dốc lớn, có nhiều phương tiện qua lại, đặc biệt là những cái phương tiện phương có cái chiều dài lớn như là container, xe siêu trường siêu trọng để vận tải cái khối lượng hàng hóa lớn. Thì cái việc mà khi mà xuống dốc cầu ấy thì những chiếc xe có tải trọng lớn thì cái việc là các tài xế sẽ dùng phanh bằng động cơ, rồi phanh kết hợp với hệ thống phanh trang bị trên xe. Tuy nhiên do cái chớn cho cái của chiếc xe nó có nên là thường chúng ta lái xe sẽ tận dụng cái chớn đó để đi xuống. Tuy nhiên thì đâu đó có một số chuyên gia đánh giá rằng là cái dốc cầu của Phú Mỹ thì nó nhiều khả năng là có thể là gây va chạm và cái thiết kế nó chưa hợp lý của cái cầu Phú Mỹ này. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ quay trở lại cái việc là đưa tới các bạn một cái nhìn về hệ thống phanh trên chiếc xe thương mại, chiếc xe tải như là cái chiếc xe 15 tấn ngày hôm qua đã không may gây ra cái tai nạn đáng tiếc đó. Nó sẽ khác như hệ thống phanh trên những chiếc xe du lịch, chiếc xe gia đình của chúng ta đi thường ngày như thế nào. Thì cụ thể là chiếc xe ngày hôm qua là sử dụng hệ thống phanh khí nén thì nó có cơ cấu hoạt động như thế nào, nguyên lý và những cảnh báo. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với tiến sĩ Nguyễn Thiết Lập là giảng viên bộ môn ô tô khoa cơ khí trường Đại học Giao thông Vận tải để tiến sĩ sẽ có những cái chia sẻ, những cái giới thiệu với quý vị và các bạn về hệ thống phanh khí nén trên những chiếc xe tải trọng lớn và kinh nghiệm lái xe cũng như các cảnh báo và những lời khuyên đưa ra để chúng ta có những chặng đường an toàn hơn. Để em muốn hỏi anh thứ nhất câu đầu tiên ấy, tức là những cái gọi là cái khác biệt của cái hệ thống phanh trên xe thương mại, xe tải trọng lớn, ví dụ ở đây là cái xe 15 tấn okay. Thì nó khác so với cái xe du lịch bình thường vì cái đông đảo khán giả người ta dùng ấy. Rồi. Dạ vâng. Thế thì đầu tiên là vấn đề về là so sánh hai cái loại xe nha. Thì hiện nay là cái xe con đang sử dụng là phanh thủy lực, là gọi là phanh dầu đấy. Còn cái xe lớn hiện nay thì phổ biến là phanh khí nén chứ không phải phanh thủy lực, trợ lực khí nén đâu, phanh bằng khí nén. Thì có một số loại thì người ta dùng kết hợp, nhưng mà thường là nó cũng không phải là cái xe cỡ rất lớn đâu, những cái xe mà cỡ trung bình ấy. Thì một phần là khí nén, một phần là thủy lực. Đó. Cái loại đấy là khí nén thủy lực hoặc thủy lực khí nén chứ không phải là trợ lực. Đấy. Chỉ có xe con, xe ô tô con, xe du lịch thì dùng phanh là thủy lực có trợ lực bằng chân không. Chân không nha, chứ không phải dùng khí nén. Còn mình khí nén thì hiện nay chúng ta chạy xe con này chúng ta không dùng. Thì đó là cái sự khác nhau giữa hai cái loại là phanh trên hai loại xe. Thế thì cái cụ thể hơn một chút về cái phanh trên xe con này thì nó là phần thủy lực, đó là cái phần gọi là để truyền cái chuyển động từ lái xe ban đạp ấy đến cái bộ phận vận tải là mô men phanh ấy, người ta gọi là cơ cấu bánh không? Đấy, cái phần này là phần thủy lực không? Hay còn gọi là phần dẫn động, truyền động. Thì còn một bộ phận mà tạo ra cái lực phanh ấy, người ta gọi là cơ cấu bánh. Thì trên ô tô con hiện nay phổ biến là phanh đĩa, nhưng có nhiều xe là có tang trống gọi là cái bánh, người ta gọi là phanh quốc ấy. Miền Nam người ta gọi là đùm, thẳng đùm. Cái kia là thẳng đĩa. Thì cái đĩa là dùng rất là phổ biến. Có xe thì trước đĩa, sau đĩa, nhưng còn là xe thì trước tăng trống, sau tăng trống. Có xe thì trước đĩa, sau lại tăng trống. Nó không đảo ngược lại nhé. Không đảo ngược lại là trước tăng trống, sau đĩa. Thì là cái thẩm mỹ loại.
Thì xong con xe to, ví dụ như là xe khách, xe tải lớn, thì người ta dùng loại phanh gọi là khí nén, tức là cái mà truyền động đấy, cái dẫn động đấy là bằng khí nén. Khí nén thì nó tất nhiên nó có áp suất rồi, thì người ta dẫn cái truyền động từ cái bàn đạp của lái xe đến cái bộ phận cơ của phanh tạo ra lực phanh là toàn bộ là bằng khí nén. Đấy. Còn cái cơ của phanh, cái bộ mà tạo ra cái moment phanh, cái lực phanh ở bánh xe thì thường hiện nay là dùng tang trống có cái cúp phanh. Đấy. Nhưng mà nhìn thấy các cái xe buýt hiện nay như là BRT Hà Nội ấy, thì nó là phanh đĩa, khí nén như phanh đĩa. Thế có nhiều cái xe mà bây giờ trên thế giới người ta dùng cả xe container, xe đầu kéo ấy, là người ta cũng dùng phanh đĩa. Nên chúng ta chưa phổ biến lắm, người ta dùng cái phanh hoạt động ở Hàn Quốc ấy. Là về đặc điểm của hai là phanh. Thế thì trong quá trình làm việc và nghiên cứu của anh ấy, thì cái hệ thống phanh trên các cái xe tải trọng lớn, xe thương mại, xe đầu kéo, xe container và cái vụ tai nạn ở cầu Phú Mỹ ngày hôm qua ấy, thì nó là một cái xe là xe đông lạnh, thì có thùng phía sau lạnh ấy, và tải trọng của nó là 15 tấn. Thì theo kinh nghiệm của anh và những cái nghiên cứu của anh ấy, thì đâu là những nguyên nhân mà thường xảy ra cái việc hỏng hóc cái hệ thống phanh khí nén trên chiếc xe đó? Hệ thống phanh khí nén ấy, thì nó rất là phù hợp cho những cái xe lớn và người ta dùng rất là phổ biến. Tuy nhiên ấy, thì hệ thống phanh nào nó cũng có những cái nguy cơ xảy ra những cái hỏng hóc, chứ không riêng gì phanh khí nén nha. Nhưng nếu mà nói riêng về phanh khí nén ấy, thì ở đây chúng ta thấy là trong quá trình sử dụng nó có thể xuất hiện những cái hư hỏng ở cả cái phần là dẫn động và là truyền động ấy, kể cả phần là tạo ra một phanh hay gọi là cơ của phanh. Thế thì trường hợp ví dụ như là không có khí nén, máy nén khí không hoạt động, bình chứa không có, hoặc có hoạt động, có tạo ra khí nén nhưng trên đường ống ấy, ống dẫn ấy, mà nó bị thủng, bị gãy thì cũng không thể là đưa khí nén đến cái bầu phanh được. Ê, ở đây nó có một cái bầu bằng cao su, có cái màng cao su ở trong ấy, để nó tác động cái áp suất khí nén vào đấy, nó đẩy cái phanh. Thì phần đấy không có áp suất thì không đẩy được. Đấy là cái phần dẫn động. Trên cái phanh đó để mà điều khiển dòng khí thì còn có các cái bộ phận khác như là các cái van, người ta gọi là cái van phanh chính điều khiển đấy, hay là các cái bộ phận van chia rồi các thứ ấy, thì có đều có thể là xảy ra hư hỏng cả. Tiếp theo là cái phần mà để nó tạo ra được cái mô phần phanh ấy, và cơ cấu phanh thì ở đó nó cũng có thể xảy ra những cái hư hỏng. Vì vậy cho nên là sử dụng phanh ấy, mà mình không kiểm tra bảo dưỡng đầy đủ thì có thể nó hỏng mà mình không kịp thì xử lý nó hỏng được. Thì tất cả đều tiềm ẩn cái hỏng hóc ở đây, nguy hiểm này. Cụ thể thì nó sẽ phải dài một chút đấy, cụ thể thì nó thì trong cái trường hợp này thì anh tài xế thì đã có 10 năm kinh nghiệm lái xe rồi, thì chắc là cũng sẽ có một số năm lớn lớn gì đó lái xe với những xe tải, thì chắc là cũng có những cái kinh nghiệm nhất định. Thì với góc độ là một chuyên gia, nhà nghiên cứu, kỹ sư về cơ khí, về cái cơ cấu chung trên ô tô cũng như là cái cơ cấu gọi là cơ cấu phanh, thì anh có những cái lời khuyên gì đối với kể cả các bác tài lái xe du lịch và các bác tài lái xe thương mại vận tải như thế này trong quá trình điều khiển sử dụng? Như đoạn trước chúng ta có nói, tức là cái hệ thống phanh thủy lực, hệ thống phanh khí nén hay là hệ thống phanh kết hợp khí nén thủy lực, thủy lực khí nén, nó đều tiềm ẩn những cái hư hỏng trong đó. Và cái việc mà bảo dưỡng định kỳ đầy đủ, đó là một cái việc mà rất là quan trọng để
giúp cho cái xe nó hoạt động tốt và sớm phát hiện ra những cái hư hỏng. Nên nếu như lái xe thì ta phải cần chú ý cái đó đầu tiên. Còn trong sử dụng thì có mấy cái này nữa, tức là một là chúng ta chú ý là đối với những xe tải thì chất tải lên, xếp hàng hóa lên, nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng phanh. Đó. Nếu như ví dụ như là chúng ta bình thường chúng ta tính là chỉ phanh được 20 mét thôi, nó đã dừng rồi. Đó. Nhưng khi mà chúng ta xếp hàng hóa tải trọng lên trên xe nó không phù hợp thì có thể 20 mét đấy nó không dừng được và chúng ta sẽ hút vào cái xe ở phía đằng kia 25 mét. Đó. Và cũng trường hợp đấy cũng chúng ta cũng gọi là mất phanh, bởi vì chúng ta phanh nó không dừng lại như mong muốn. Thế thì cái tải trọng thì nếu như mà chúng ta chất cao lên, đẩy trọng tâm lên cao hơn bình thường, hoặc chúng ta đẩy lệch ra trước, đẩy lệch ra từ sau, đẩy lệch sang phải, đẩy lệch sang trái, thì nó đều làm cho quãng đường nó sẽ dài lại. Đặc biệt là nếu chúng ta chất hàng hóa tải trọng lên vượt quá cái mức cho phép ấy. Mà ở Việt Nam mình hay bị cái kiểu là gọi là quá tải, thì quãng đường phanh nó sẽ dài ra và chúng ta đạp phanh nó cứ thế nó chạy. Đáng nhẽ nó dừng rồi, nhưng bình thường nó dừng rồi, nhưng bây giờ nó không dừng, nó chạy nữa, chúng ta không gọi là mất phanh. Thế còn những trường hợp mà hỏng hóc do là không có khí nén, hay là đối với mình dầu thì nó không có dầu thủy lực, cái mình gọi là nó mất phanh, hay là phần cơ cấu phanh, tức là đĩa chỗ cái cục mà đĩa phanh ấy, cái đĩa đấy, hay là phanh tăng trống ấy, nó không phanh được, không tạo ra ma sát đấy, thì cũng gọi là mất phanh. Thế thì khi mà sử dụng thì ngoài cái việc là bảo dưỡng định kỳ để kiểm tra rồi là nâng cao chất lượng của hệ thống phanh ra ấy, thì khi mà sử dụng thì người lái xe cũng phải chú ý quan sát, ví dụ như là những cái tình huống phía trước phía sau xung quanh, chúng ta thường xuyên phải quan sát để chúng ta dự phòng những tình huống đột ngột xảy ra. Thứ hai là điều kiện về mặt đường, chúng ta biết là mặt đường khô và mặt đường ướt, mặt đường thậm chí là có những cái mà nó bẩn nó trơn ấy, thì hoàn toàn là cái quãng đường phanh nó khác nhau. Một cái mặt đường khô sạch sẽ từ nhựa thì chúng ta phanh xe nó rất là tốt, đúng như mong muốn chúng ta dừng được. Nhưng những cái đường mà khi nó mưa ướt hoặc là nó có những cái vết bẩn dầu hoặc là gì đấy thì chúng ta phanh nó cứ thế nó trôi đi, và chúng ta thấy là cái xe nó không theo cái điều khiển của mình. Thế thì khi mà lái xe chúng ta quan sát đấy, thứ ba nữa là lái xe trên đường ấy, đặc biệt là trên đường cao tốc với tốc độ cao, các xe đều cao, tốc độ cao cả, thì nếu như chúng ta mà không có sự quan sát và dự phòng trước thì khi có một sự cố ở phía trước đột ngột, chúng ta cũng phải phanh gấp đột ngột, thì những cái xe sau ấy có thể là lao vào xe của mình mặc dù mình chặn được xe trước nhận, hoặc là mình đánh lái một cái thì là có xe bên cạnh. Đấy, càng tốc độ cao thì càng phải chú ý. Thì nói chung là những cái chú ý của lái xe thì cũng rất là nhiều, khó kể ra hết được, nhưng mà những cái chính thì chúng ta phải lưu ý.